Em thấy nhá, có nhiều chị đặt ra cái câu hỏi rằng là tìm một sản phẩm để loại bỏ cái tình trạng là bị giãn mao mạch máu luôn, với lại phục hồi chuyên sâu đúng không? Bây giờ bà nào đang gặp trường hợp nhá, da yếu mọc đỏ lộ gân máu, tình trạng da đang tái tạo treatment laser phi kim, đang sử dụng những hoạt chất treatment cao mà da bị yếu đi và mọc dần, đang cần phục hồi gấp lại, thì nhớ nhá, sự lựa chọn dành các bà đó là dòng kem vitamin K của nhà La Bonita. Cái deal này này nó có chứa 30.000 ppm là vitamin K cộng niacinamide, và sau đó là sẽ có thể làm từ tràm trà này, rau má này, nó sẽ không chỉ là phục hồi đâu mà nó sẽ làm dày, làm khỏe da, chữa lành tổn thương da, cũng như là gì dưỡng sáng nhẹ nhàng và kiểm soát được tình trạng dầu thừa, dầu nhờn và sâu bẫy nhờn trên da nhá. Trời ơi, deal hàng dược mỹ phẩm và vô cùng nổi tiếng trên Top Top luôn. Mà bây giờ em có giá rất là tốt, các chị cố gắng các chị ấn vào các chị mua thử nhé. Tại vì em thấy cái trường hợp bây giờ các chị mà chích mình nhiều, sau đó các chị laser phi kim mới lại dùng kem trộn nhiều, nó mọc lỗ hết gân máu ra. Đây sẽ là đi phục hồi giúp các chị chữa lành tổn thương da, mà giá thì cực kỳ là phải chăng. Tính ra rẻ, em mua cái link của em đi, rẻ và tốt, và nhất định là phải thử nhé. Đây nó không phải là cái loại kem sida rẻ tiền đâu, mà nó là hàng cao cấp chất lượng.